Ngày 29 tháng 8, đoàn công tác do các đồng chí thường trực Thành đoàn Hà Nội đã thăm tặng quà và trao ảnh phục dựng liệt sĩ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quận Đống Đa. Hoạt động tri ân này được tổ chức hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh và 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây là tình cảm, sự biết ơn của tuổi trẻ thủ đô đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nền độc lập, tự do của dân tộc. Cầm tấm di ảnh của chồng trên tay, bà Nguyễn Thị Khâm, vợ liệt sĩ Nguyễn Nho Thông, hạnh phúc khi nhìn thấy hình chồng mình với đầy đủ màu sắc. Đã mấy chục năm rồi bà mới lại được thấy chồng mình chân thật như đang ở cạnh bên. Ôi đẹp quá, thích quá, hơn cái ảnh cũ rồi, tôi rất khấn khởi, rất là cảm ơn, mà thấy xúc động quá. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi thấy hôm nay thì thấy đoàn thể rồi các trên các ban lãnh đạo lên đây trao ảnh, một bức ảnh rất đẹp cho bà. Gia đình tôi rất cảm ơn và cái sự quan tâm của các cán bộ đến quan tâm với những người đã từng hy sinh về cho Tổ quốc. Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn. Thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện một cách chi tiết với đầy đủ sắc màu. Đây là hoạt động ý nghĩa thuộc dự án phục dựng ảnh liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thành đoàn Hà Nội triển khai. Thông qua dự án này, Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị đồng hành muốn gửi lời tri ân tới thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc ngày hôm nay.